Huấn luyện viên trưởng của Gia Định đó là ông Flavio Luis. Như vậy là hiệp 1 đã bắt đầu. Trong hiệp 1 này thì Công an Nhân dân sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn ảnh quý vị các bạn. Cũng giống như thể thức của trận bán kết, khá nguy hiểm. Nếu như trận đấu này trong thời gian thi đấu chính thức hai đội không thể phân định thắng thua thì họ sẽ phải giải quyết trận đấu bằng loạt sút luân lưu. YouTube thả ga chỉ với 9K. Chuyền bóng hơi mạnh nhưng bóng vẫn còn. Đây là Tấn Tài. Đánh đầu. Pha lao vào đánh đầu của số 19 bên phía Gia Định. Hơn 15 phút trôi qua và tỷ số vẫn đang là không đều. Pha mẩy vào ngoài khá kỹ thuật của Lưu Hoàng Nam. Phan Du Học không được. Dứt điểm không vào. Cú đặt lòng hơi cao của Lưu Hoàng Nam. Pha chuyền bóng rất vô tầm của Huỳnh Tiến Đạt. Nhưng Lưu Hoàng Nam lại giữ điểm hơi vội. Hà Văn Phương. Pha tạt bóng hơi mạnh. Đinh Thanh Bình. Xuân Thịnh. Thanh Bình. Lưu Hoàng Nam. Hoàng Nam không thuận chân phải và anh phải không thuận chân trái và anh phải đưa bóng sang chân phải để dứt điểm. Và điều đó làm cho cơ hội đã bị trôi qua. Du Học đã rơi vào bẫy việt vị. Chơi phòng ngự khá kiên cố. Bùi Xuân Thịnh. Có pha va chạm giữa Đinh Thanh Bình và cầu thủ bên phía Gia Định. Đó là Nguyễn Văn Sơn. Không có điều gì xảy ra cả. Có cơ hội dứt điểm. Đinh Thanh Bình. Đường chuyền rất thoáng. Dứt điểm. Không vào. Đó là một cơ hội thực sự dành cho Bùi Xuân Thịnh. Nhưng ở một tư thế chống trải không ai kèm thì Xuân Thịnh lại giữ điểm không chính xác. Và chuyền bóng rất hay. Côi. Không vào. Đó là cú dứt điểm của đội trưởng Tấn Tài. Gia Định đang cho thấy những sự nguy hiểm tiềm tàng của họ trong những tình huống phản công. Sân đó là số 11 Mai Hoàng Sơn vào thay thế cho Huỳnh Văn Hải. Cú bóng thành công. Mai Hoàng Sơn. Rồi. Dứt điểm. Không được. Chỉ có một quả phạt góc thôi. Thêm một cơ hội nữa dành cho đội trưởng Tấn Tài bên phía Gia Định. Đường chuyền khá tốt của Mai Hoàng Sơn. Lại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự bên phía Công an Nhân dân. Nhưng cú dứt điểm của anh lại không qua được sự cản phá của hậu vệ bên phía Công an Nhân dân. Văn Toản. Không được. Dứt điểm. Không vào. Thêm một quả đá phạt góc dành cho Công an dân. Cú sút của Huỳnh Minh Đạt. Bóng đã chạm vào một cầu thủ bên phía Gia Định và đi hết đường biên ngang. Đó là Huỳnh Minh Nhật.
rất thoáng, tôi dứt điểm không vào. Rất tiếc cho Gia Định, họ không thể có được bàn thắng mở tỷ số. Người vừa dứt điểm đó là Mai Hoàng Sơn, cầu thủ mới được tung vào sân cách đây 10 phút. Đường chuyền rất hay của đội trưởng Tuấn Tài. Trong tình huống đối mặt thì anh đã không thể chiến thắng được thủ môn Hoàng Trung Phong. Nếu đó là tình huống dứt điểm qua hai khe chân của Trung Phong thì có lẽ đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho đội bóng áo vàng. Và nếu đó là bàn thắng thì sẽ rất đau cho Công an Nhân dân. Nếu như được lên hạng thì Gia Định sẽ phải bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng mới có thể tồn tại tầng giải nhất. Dứt điểm. Thôi, tỷ số được mở cho Gia Định. Và lần này thì Mai Hoàng Sơn đã không làm cho các đồng đội và ban huấn luyện phải mừng ngụt. Anh đã xuất hiện đúng lúc và đệm bóng tung lưới thủ thành Hoàng Trung Phong. Phút thứ 74 và bàn thắng mở tỷ số đến với Gia Định. Niềm vui của ban huấn luyện và nỗi buồn của đội viên Phạm Quang Thành. Họ có nhiều cơ hội hơn, chơi tốt hơn kể từ đầu trận đấu đến giờ. Nhưng rõ ràng là những tình huống tấn công của Gia Định luôn tiềm tàng sự nguy hiểm. Và lần này thì hàng phòng ngự của Công an Nhân dân đã bị sụp đổ. Ôi! Sóng gió đã tạm thời trôi qua. Dứt điểm. Và dứt điểm của Gia Bảo. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về Gia Định. Dứt điểm. Bóng vẫn đi không chính xác. Đó là cú dứt điểm của trung vệ A Sân. Cầu thủ đã bất ngờ xuất hiện trên hàng tấn công của Công an Nhân dân trong tình huống này. Có quả phạt góc dành cho Công an dân. Không được, dứt điểm, vẫn không vào. Vẫn luôn có cái gì đó vội vàng trong những pha xử lý bóng cuối cùng của các cầu thủ đội bóng áo đỏ. Họ chỉ cần chậm thêm một nhịp nữa thôi và chỉnh lại chiếc ngắm của mình thì có lẽ bàn thắng đã sớm đến với đội bóng của đội viên Phạm Quang Thành. Hồng Minh Gia Bảo. Lý Thanh Bình. Thôi, dứt điểm. Không được. Cú sút quá nhẹ của Hà Văn Phương. Có rất nhiều cầu thủ, rất nhiều phương án có thể phối hợp. Nhưng Hà Văn Phương lại. Thôi, không vào. Vẫn còn. Không hiểu sao tình huống vừa rồi thì cầu thủ bên phía áo vàng lại trở thành một hậu vệ bên phía Công an Nhân dân. Những phút cuối đang hết sức hấp dẫn. Đinh Thanh Bình. Thôi, không vào. Huấn luyện viên Phạm Quang Thành đã nằm vật ra sân rồi. Vâng, vẫn luôn là những cái gì đó hết sức vội vã. Chúng ta hãy xem Gia Định có thể làm gì để quyết định số phận của trận đấu này. Thôi, không được. Hoàng Kha. Dứt điểm. Không vào. Đây là tình huống dành cho Công an Nhân dân. Đinh Thanh Bình. Hồng Minh Gia Bảo.
Rồi, không được. Đỗ Duy Nam. Đinh Thanh Bình. Thanh Sơn. Không thành công. Và phản công cho Gia Định. Và đúng lúc này thì trọng tài Ngô Quốc Hưng đã nổi còi kết thúc trận đấu trên sân vận động 19 tháng 8 Nha Trang. Và Gia Định là đội bóng cuối cùng lên chơi tại giải nhất mùa bóng năm sau. Huấn luyện viên Flavio Luiz đã quỳ xuống để cảm ơn Chúa Trời với chiến thắng quý giá trước Công an Nhân dân. Đội bóng chơi hay hơn, tuy nhiên lại không tận dụng được những cơ hội mình có được. Trong khi đó, Gia Định đã hoàn thành được nhiệm vụ lên chơi tại giải nhất mùa bóng năm sau. Ngọc Thắng đang chia vui với các đồng đội của mình. Ngày hôm nay anh không có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của Gia Định. Nỗi buồn của thầy trò huấn luyện viên Phạm Quang Thành khi họ không thể hoàn thành mục tiêu thăng hạng. Công an Nhân dân sẽ phải tiếp tục thi đấu tại giải nhì ở mùa bóng năm sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở mùa bóng năm sau. YouTube thả ga chỉ với 9k.